Hello, Câu Bộ Nguyễn Audio xin kính chào tất cả quý vị và anh em. Hôm nay em có buổi giao dịch thành công với một vị khách ở phương xa. Vị khách có tên là Hoàng Văn Cương. Địa chỉ tại công ty cổ phần xây dựng Bắc Ninh, km số 2 đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Có số điện thoại 097-361-6303. Vị khách đã chuyển khoản đủ giao dịch thành công với Câu Bộ Nguyễn Audio một bộ bô 501X. Và trước khi đóng gói gửi hàng như thường lệ, em làm clip test giới thiệu đến tất cả quý vị và anh em tình trạng hoạt động cũng như là chất âm của bộ loa. Thì thể theo yêu cầu của vị khách thì em có tặng cho vị khách 5m dây thì em cũng đã cắt sẵn làm đôi ha. Đó, 5m dây, còn phần thiếu còn lại thì đồng chí về mua thêm ha. Mình chỉ tặng được 5m thôi, cắt làm đôi rồi. Đó, mình đang nấu cái sợi dây trắng đây nè. Đó là mình cho đồng chí nha. Rồi, và sau đây em xin phối ghép với con ly Harman Kardon HK3400. Thì con ly này em cũng đã lên clip rất là nhiều lần. Hôm nay em xin phối ghép với bộ bô 501X. Và em cũng xin báo giá con ly này với cái giá thanh lý thật tốt cho anh em nha. Con âm ly này có giá 4 triệu đã bao gồm phí ship. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em luôn. Giá thanh lý vì để lâu rồi em cũng không có ra được, cho nên hôm nay em muốn dọn kho để về hàng mới. Có giá thanh lý là 4 triệu đã bao gồm phí ship. Tình trạng là original, tình trạng là hoạt động tốt, có AM, FM và đặc biệt là có cổng đánh súp. Đó, có cổng đánh súp nha. Và giá lúc trước thì là gần 5 triệu. Đó, thì hôm nay em thanh lý giá 4 triệu là đã bao gồm phí ship. Anh em chỉ chuyển khoản và em làm clip test như cái clip này và gửi hàng cho anh em. Đó, giá thanh lý của ly này là 4 triệu nha anh em. Tình trạng là hoạt động tốt. Đó, tình trạng hoạt động tốt. Và đây là cái clip để test luôn cái con ly này, giới thiệu đến tất cả quý vị và anh em. Giá 4 triệu đã bao gồm phí ship. Clip trước là em giới thiệu về con Onkyo A9511 và cover thì có một thương lái đã thu hết cái số hàng đó. Thì em cũng không có clip test, cho nên là đợi cái đợt tới thì nó về một số cover nữa thì em xin giới thiệu đến tất cả anh em nha. Đó, cover sắp tới sẽ về một vài con nữa thì em nghe trong kho nó về như vậy. Rồi, sau đây em mời quý vị và vị khách đeo tai nghe để chúng ta cảm nhận một phần nào đó về chất lượng âm thanh cũng như sự hoạt động hoàn hảo của bộ loa. Mời quý vị và tất cả anh em đeo tai nghe, chúng ta test một đoạn nhạc Dan Non Top để chúng ta cảm nhận sức mạnh của bộ loa nha. Mời quý vị và anh em, đặc biệt và vị khách đeo tai nghe để chúng ta cảm nhận nha. Và em cũng xin thưa đến quý vị là không gian em quay đây thì nó cũng là cái cửa nhà, cho nên là cái chất âm nó không thể nào như một cái phòng thu được, cho nên chúng ta chủ yếu là nghe được cái tiếng của nó. Chứ còn hay thật sự là em phải có một cái phòng kính thì em test nó sẽ đầy đủ hơn. Mong là một ngày nào đó em sẽ có cái điều kiện em làm được cái phòng đấy, rất là lâu rồi nhưng chưa thực hiện được. Mời quý vị và anh em.
Rồi, cảm ơn tất cả quý vị. Một đoạn clip test ngắn gọn để chúng ta cảm nhận một phần nào đó về chất lượng âm thanh cũng như sự hoạt động của bộ loa. Cảm ơn vị khách rất là nhiều, cũng như cảm ơn tất cả quý vị và anh em đã theo dõi clip giới thiệu giao dịch thành công với một vị khách ở phương xa. Cảm ơn tất cả quý vị và chúc tất cả quý vị và anh em nhiều sức khỏe để gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Thank you, bye bye.